Kính chào quý vị, tôi là Thầy Thích Thông Lai. Sáng nay là ngày Chủ nhật 11 giờ, xin lỗi, 1 giờ chiều ngày Chủ nhật. Hôm nay ngày 14 tháng 6 2020, xin gửi lời chào thân thương đến tất cả đồng bào Việt Nam ở trong nước và hải ngoại. Gần đây tôi nhận được nhiều email của các Phật tử và đồng bào ở khắp nơi hỏi tại sao thầy không có những bài nói chuyện về tình hình biến động ở Hoa Kỳ qua cái vụ anh George Floyd bị một người cảnh sát da trắng coi như bắt còng và đè trên cái tĩnh mạch cổ, và sau đó anh đã chết trong bệnh viện, tạo nên một làn sóng chống đối ở Hoa Kỳ, mà sao sư phụ không có một cái bài nói chuyện để đáp ứng những cái email này. Tôi xin dành ra một chút thời gian để tôi thảo luận về vấn đề này. Tôi chỉ là một cái người sống tại Hoa Kỳ, một lãnh đạo tinh thần của Phật giáo quốc gia. Tôi chỉ nêu lên những dự kiện và để cho tất cả đồng bào nghe cái buổi nói chuyện này, và quý vị sẽ nhận định đúng sai của việc làm của cái nhóm coi như đòi tự do cho công lý cho anh George Floyd, một người Mỹ gốc Phi châu, và những cái sự đập phá các cơ sở thương mại, cướp bóc, hãm hiếp, kể cả những cái vụ chiếm đóng những cái coi như cơ sở của chính phủ như ở tại thành phố Seattle trong những ngày vừa qua. Và tôi xin nêu cái dữ kiện và đúng sai thì những người đang vào cái diễn đàn của thầy sẽ có cái nhận định để coi ai đúng ai sai. Xin mời quý vị theo dõi sự nhận định của thầy qua cái sự biến động đang xảy ra tại đất nước Hoa Kỳ. Xin mời quý vị theo dõi tôi nêu lên. Bây giờ cái nhóm biểu tình này họ lấy cái lý do là người Mỹ da trắng, cảnh sát da trắng ở tại Minnesota đã coi như dùng bạo lực để bắt một người Mỹ da đen, và cái hành động hình ảnh đã được phót lên trên tất cả các trang mạng xã hội cũng như đài truyền thông truyền hình thế giới, thì đã tạo lên một cái làn sóng chống đối không phải tại Hoa Kỳ mà một cái làn sóng chống đối lan ra cả Âu Châu và cả nhiều nước khác, kể cả bên Úc Đại Lợi, Canada. Và bây giờ quý vị nhìn coi cái đề tài tôi nói hôm nay, xem cái những đòi hỏi, những cái cuộc đấu tranh xuống đường của những cái người đòi coi như công lý, đòi công bằng cho cái anh George Floyd có đúng hay sai. Bước đầu cái hình ảnh này nó đưa lên trên tất cả những cái hệ thống truyền hình, truyền thanh và internet toàn cầu, thì tất cả cái nhìn của chúng ta đều thấy là một sự coi như sử dụng bạo lực quá đáng và sai trái của cảnh sát da trắng. Và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lập tức đã có một cái tweet ở trên cái account của ông Twitter, là ông nói rằng một người công dân của Hoa Kỳ không kể là da đen, da trắng, da màu, da vàng, mà khi họ cần kêu cứu, please help me, là cảnh sát có nhiệm vụ help. Đằng này anh cảnh sát da trắng đã nghe cái tiếng kêu gọi của người da đen đang nằm dưới đất và anh quỳ trên cằn cổ mà anh ta vẫn tiếp tục kêu cứu, mà anh cảnh sát này đã không có đáp ứng, đó là hoàn toàn sai trái. Và Tổng thống Hoa Kỳ đã nói rằng cái hành động của anh cảnh sát này sai trái chứ không phải là chính sách của chính quyền Hoa Kỳ dung chứa những cảnh sát này, và ngay lập tức anh cảnh sát này đã bị coi như là cách chức, và ba cảnh sát có mặt tại hiện trường, tức là tổng cộng 4 người, đều bị cho nghỉ việc để điều tra. Và hiện tại là anh cảnh sát này da trắng này đang bị coi như vào tù và tiền bail lên tới $500,000, và những người khác đều bị coi như chuẩn bị tuyên án. Quý vị nên nhớ luật pháp Hoa Kỳ, một người có tội hay không không được gọi là có tội mà chỉ gọi là nghi can, và cho tới khi nào tòa án và bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ quyết định là người đó có tội thì mới được kể có tội.
Đó là sự việc tôi tóm lược lại. Bây giờ lúc đầu thì cái cuộc xuống đường để đòi cái vấn đề là chống bạo lực của cảnh sát da trắng đối với người thiểu số da đen, trong đó có da vàng người Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ quý vị thấy rõ là cái ngày đầu của biểu tình thì thật sự tất cả đều nhận được sự ủng hộ của public, của dân chúng Hoa Kỳ tới 80-90%. Nhưng mà tiếp theo đó có những cái tổ chức khủng bố, có những cái tổ chức mà được đảng Dân Chủ ủng hộ. Thí dụ như ở tại Huntington Beach hay là những cái thành phố, cái city của thành phố đó họ không có một công trình xây dựng nào hết. Nhưng mà trước khi xảy ra chuyện xuống đường tổng biểu tình để đòi công lý, để đòi lại cái sự coi như bị coi như dùng bạo lực quá đáng với cái anh người Mỹ gốc da đen là Phi Châu đó, anh George Floyd, thì tất cả quý vị thấy có những cái thành phố thuộc về đảng Dân Chủ đang điều hành thì người ta lại thấy xuất hiện những ba lớp chở gạch đá để sẵn đó ở trên các cái công trường, những cái địa điểm mà thường xảy ra các vụ biểu tình. Thì như vậy sau khi đó một số phóng viên của các cái đài truyền hình mà không phải của phe tả, nhất là đài Fox, họ đặt dấu hỏi: thành phố không xây dựng, không có một công trình công trắc xanh nào đang xây dựng tại cái khu vực đó, tại sao thành phố lại cho chở rất nhiều pallet chứa hàng trăm viên gạch để cho ai, để cho ai, để xúc bọt cho những cái cuộc biểu tình, dùng những viên gạch này để mà ném vào các cơ sở thương mại, mà các cơ sở thương mại họ hoàn toàn vô tội trong cái vấn đề mà đang nổi lên đòi cái vấn đề bình đẳng và không được kỳ thị chủng tộc xảy ra sau cái vụ George Floyd bị một cảnh sát da trắng bạo hành, đè để ngộp thở và sau đó đã tử chết ở trong bệnh viện. Thì những cái vấn đề đó người ta đặt dấu hỏi, tại sao thành phố biết ngày mai có biểu tình thì tối hôm nay lại ra lệnh để mà cho chở những cái pallet gạch đá để cho người biểu tình dùng làm vũ khí chống lại cảnh sát. Rồi một cái điểm nữa là ngay tại thành phố Minneapolis, ở trên cái khu vực mà xảy ra cái vụ anh George Floyd, người da đen, người Mỹ da đen bị coi như đè chết, bị gì nghẹt thở ở trên tĩnh mạch cổ, thì họ đã yêu cầu giải tán cái hệ thống cảnh sát tại thành phố đó. Và lập tức hệ thống cảnh sát tại thành phố có cái anh cảnh sát mà đã bạo hành anh George Floyd cũng đã bị đóng cửa. Tôi nhắc lại, toàn bộ cái thành phố đó, cảnh sát, cái dưới quyền của cái thành phố Minneapolis đã đóng cửa. Các thành phố khác thì cảnh sát vẫn mở cửa, nhưng mà cái đơn vị cảnh sát tại thành phố đó đã đóng cửa hoàn toàn theo lời yêu cầu của những người mà đòi hỏi nhân quyền, của những tổ chức mà đòi hỏi công lý cho người da đen. Rồi qua mấy ngày kế tiếp, quý vị thấy từ khi anh George Floyd bị chết và phong trào biểu tình bắt đầu đã đi lệch hướng. Như vậy, cái lệch hướng đầu tiên mà tôi nói tới là sự đập phá các nghĩa trang của các chiến sĩ Hoa Kỳ. Các chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu trong suốt chiều dài Hoa Kỳ lập quốc cho tới khi tới ngày hôm nay. Những người chiến, những nghĩa trang đó đã có sự nằm xuống của những người chiến sĩ Hoa Kỳ chiến đấu cho đệ nhị thế chiến, chiến đấu cho đệ nhất thế chiến, chiến đấu trong cuộc nội chiến của Hoa Kỳ, và có những người Mỹ da đen, da trắng, gốc Mexico, đầy đủ hết, gốc Philippines, gốc Japanese, đã chiến đấu ở chiến trường Việt Nam trong suốt 10 năm, cũng đã nằm tại đó. Họ hoàn toàn là những người anh hùng, họ vô tội, họ không dính líu gì tới cái vụ mà kỳ thị chủng tộc của cảnh sát ở Minnesota và anh George Floyd, tại sao vào đập phá họ. Kế tiếp là đền thờ, tất cả những nhà thờ của tôn giáo đều bị người biểu tình vào để mà đốt phá. Tôi đã nói rõ, tôi là một vị lãnh đạo tinh thần của Phật giáo, nhưng mà các nơi giáo đường, nhà thờ của Công giáo, của Thiên Chúa giáo, của Tin Lành, của Hồi giáo hay là chùa chiền của Phật giáo là nơi được tự do tín ngưỡng, được hiến pháp Hoa Kỳ được công nhận, thì không có dính líu gì tới cái vụ
mà kỳ thị chủng tộc, thì họ đốt nhà thờ là một cái đúng sai, quý vị trả lời đi. Họ đập phá các nghĩa trang của người chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu cho đất nước Hoa Kỳ thì đúng hay sai? Trong đó không phải chỉ là nghĩa trang dành cho người da trắng mà kêu là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta thấy, quý vị trả lời đi, đúng hay sai? Rồi họ tiến tới cái tượng đài, cái đền thờ của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln. Họ hoàn toàn họ xịt sơn, họ đập phá, và ngay lập tức Tổng thống Donald Trump đã đưa một cái đội vệ binh quốc gia lại bảo vệ đền thờ của Tổng thống Abraham Lincoln. Thì quý vị thấy rõ, Tổng thống Abraham Lincoln là cái người ân của người da đen, là cái người đã hủy bỏ cái luật nô lệ. Tất cả những người phi châu từ thế kỷ 18, 19 được cái bọn buôn nô lệ thời kỳ Hoa Kỳ còn là thuộc địa của Anh Quốc để mà làm nô lệ cho những người trang trại, nông trại của Hoa Kỳ, đã được Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln, ông là cái người hủy bỏ luật nô lệ và ông tuyên bố sự bình đẳng. Cho nên đối với người da đen mà lại đi đập phá, lấy sơn xịt lên tượng của cái người đã hủy bỏ cái luật nô lệ, đã đưa người da đen bình đẳng với người da trắng. Như vậy quý vị thấy cái việc làm này nó có đúng với cái tinh thần là kỳ thị chủng tộc, bảo vệ màu da và chống lại sự coi như sử dụng vũ lực quá mức của người da trắng hay không? Thì bây giờ không lẽ những người mà hướng dẫn đoàn biểu tình họ không biết rằng Tổng thống Abraham Lincoln là cái người đã có công với người da đen hủy bỏ luật nô lệ để cho người da đen có được quyền đi bầu, người da đen có quyền ứng cử, người da đen mới có được một tổng thống là Obama. Cho nên cái người này là người ân của người da đen, không phải là kẻ thù, mà họ cũng nhào vô họ đập phá ở cái đền thờ của Tổng thống Abraham Lincoln ở tại DC. Đó là cái chuyện làm đúng sai, quý vị trả lời đi nha. Quý vị cứ nhìn đó là trả lời cho tôi đi. Rồi bây giờ các hình tượng của những vị anh hùng của nội chiến Hoa Kỳ, cuộc chiến những vị tướng lãnh của miền Nam hoặc tướng lãnh của miền Bắc, những người chiến thắng hay chiến bại đều là những vị đà lịch sử của Hoa Kỳ đã công nhận. Và cuộc nội chiến Hoa Kỳ quý vị thấy rõ, sau khi các vị tướng thắng trận họ không có đem bắt các tướng lãnh hay là binh sĩ của những đơn vị miền Nam bị thua trận đi vào các trại tập trung cải tạo, mà họ cũng đập phá những biểu tượng lịch sử của dân tộc Hoa Kỳ. Rồi bây giờ quý vị thấy rõ là người Việt chúng ta cũng rất nhiều người đã ủng hộ cái phong trào coi như đấu tranh đòi tự do, đòi công lý cho anh George Floyd, một người Mỹ da đen bị cảnh sát da trắng ở Minnesota bạo lực và đến chết. Và như vậy chúng ta sẽ nhìn thế nào, nhìn về ở tiểu bang Florida, thành phố Orlando, mới đây đã xảy ra cái vụ một chủ tiệm nail, hai mẹ con, người mẹ và đứa con gái 17 tuổi bị bốn người da đen đập phá, cướp bóc, chĩa súng rồi còn hãm hiếp. Thì quý vị ủng hộ việc làm của những người mà đang coi như bạo hành với người Việt Nam. Rồi bây giờ tôi nêu lên một vấn đề nữa. Tổng thống Hoa Kỳ là do đa số dân chúng Hoa Kỳ bầu lên. Ông Donald Trump không phải dùng vũ lực, dùng quân đội để mà cướp chính quyền, mà ông được bầu bởi những lá phiếu của người dân Hoa Kỳ trao cho ông cái quyền lãnh đạo đất nước. Và bà chủ tịch quốc hội, bà là người đảng Dân Chủ, bà cũng do dân chúng Hoa Kỳ bầu lên. Và các thượng sĩ, thượng nghị sĩ hay là dân biểu của Hoa Kỳ cũng không phải do cấp chính quyền mà có, mà do dân chúng Hoa Kỳ bầu nên. Thì như vậy tổng thống, chủ tịch quốc hội, phó tổng thống, các thượng nghị sĩ, dân biểu có nên quỳ gối trước một anh tội phạm? Anh George Floyd, theo cái hồ sơ Remino Record đã được công báo trên báo đài mấy ngày qua, anh có rất nhiều tội về trộm cướp, về ăn cắp, sử dụng ma túy, và một cái tội mà cả Dân Chủ và Cộng Hòa đều không có chấp nhận. Người da trắng, người da đen, người da vàng
hay là người Philippines, người Nhật Bản, người Việt Nam cũng không chấp nhận là anh đã chĩa súng để mà ăn cướp một người phụ nữ đang mang bầu. Cái hành động này tôi hỏi quý vị có công nhận hay không? Và như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ, ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch Quốc hội và nhiều nghị sĩ dân biểu của đảng Dân Chủ đã quỳ gối trong cái tang lễ của một tên tội phạm, thì như vậy có được có quyền đại diện cho dân chúng Hoa Kỳ hay không? Và chúng ta có trao cái quyền một vị tổng tư lĩnh tối cao điều hành đất nước Hoa Kỳ cho một người đi quỳ gối trước một cái người tội phạm hay không? Cũng như tôi đã từng nói, Tổng thống Hoa Kỳ tuyển một nhân viên nào vào làm việc ở trong nội các, vào ở trong cảnh sát, vào trong quân đội đều qua background check. Và bây giờ nếu mà check ra người này chỉ cần DUI là người ta đã không nhận rồi. Ngay cả chúng ta muốn trở thành một công dân Hoa Kỳ mà chúng ta có một tội felony, tức là tội đại hình, thì chúng ta cũng không được trở thành công dân Hoa Kỳ. Như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ không được quỳ gối trước kẻ thù. Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ không được quỳ gối trước những tên tội phạm và kẻ thù, mà chỉ quỳ gối Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu nghị sĩ Hoa Kỳ, Thượng nghị viện, thị trưởng của Hoa Kỳ, chỉ quỳ gối ở trong các thánh đường, nhà thờ, giáo đường, chùa chiền, nơi thờ tự các đấng thượng đế, các đấng lãnh đạo, các đấng bề trên tối cao, không thể quỳ gối trước quan tài của một tên có tội phạm đầy đủ. Và quý vị thấy một cái điểm mà tôi thấy nó có sự bất bình đẳng trong vấn đề tang lễ của anh George Floyd. Trong năm đệ tử của tôi kể từ ngày 1 tháng 2 cho tới bây giờ, tôi có 5 người qua đời. 3 người chết bình thường vì bệnh tim, bệnh cao máu, bệnh tiểu đường. Thì những người đó được con cháu đến để mà thăm viếng, và họ cho đưa về nhà hốt bịch và có được tiếng cầu kinh, tiếng niệm Phật, cũng như có nghi lễ tại nhà hoàng, và tối đa chỉ được có 10 người. Và tôi có 2 người Phật tử có thân nhân chết vì corona Vũ Hán. Thì 2 người này hoàn toàn sau khi họ vào ở trong phòng ICU, họ thử ra người này dương tính với corona Vũ Hán, và lập tức thân nhân không được có tiếp xúc. Và sau khi họ chết thì đưa về nhà xác và cũng không có được làm tang lễ, cũng không được hộ niệm. Và đám ma thì chỉ có 1 người con hoặc là 2 người con, và khi bấm nút họ cũng không cho, phải đứng xa và nhìn cái người thân của mình bị chết vì corona. Trong khi đó anh George Floyd, anh mặc dù không chết vì di trùng virus corona, nhưng anh đã dương tính với di trùng corona. Và quý vị biết khi mà đã dương tính thì khi anh chết, tức là trong người anh cái di trùng này đã phát triển, và đám tang này vẫn được hàng trăm ngàn người đến tham dự. Thì như vậy chúng ta là cái người khách quan coi cái sự việc chính phủ Hoa Kỳ hay là những cái người mà đã cho làm cái đám tang của một người đã mang cái dương tính để mà có thể truyền nhiễm, cho nên không lạ gì hết. Sau cái thời gian bạo loạn, sau cái thời gian đám tang ở tại Texas, số lượng người nhiễm virus corona tăng lên đến con số double. Cho nên quý vị thấy rõ đó là những cái sự phải đòi hỏi, vì nó bất bình đẳng. Người chết vì corona thì người đó đã được luật pháp Hoa Kỳ cách ly thì phải cách ly hết, chứ không vì một lý do chính trị, vì lý do kiếm phiếu mà chúng ta giành đặc quyền đặc lợi. Thì quý vị thấy rõ rồi, ngay cả cái việc mà bà Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ và một số thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đến dự tang lễ dùng một cái khăn hoàng của một quốc gia phi châu, và họ không điều tra rõ ràng cái khăn đó là làm gì. Một người phụ nữ không ở tại Hoa Kỳ, bà ở tại bên Phi Châu, và bà có lên một cái diễn đàn, bà nói rằng cái khăn đó là của quốc gia Hoa Kỳ của bà, của Phi Châu của bà. Và bà nói dùng trong những cái đám cưới để mà đeo trên hoàng cổ để chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Vậy mà Chủ tịch Quốc hội và một số thượng nghị sĩ dân biểu của Dân Chủ đã không điều tra rõ cái khăn đó hoàng cổ là để có ý nghĩa gì,
Đó là cái culture của người Phi Châu, của một quốc gia Phi Châu. Nếu tôi nhớ không lầm thì bà đó ở Kenya, và bà đã lên nói bà không có ác cảm gì với bà Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ. Nhưng mà bà nói sử dụng cái khăn để người ta dùng trong lễ cưới ở tại quốc gia Phi Châu mà để đi chia buồn với một cái người da đen, đó là hoàn toàn coi như không đúng và bất kính với người đã chết. Thì quý vị thấy rõ những cái việc mà tôi nêu ra. Thứ nhất là đập phá nghĩa trang của chiến sĩ Hoa Kỳ đã làm cho hàng chục ngàn những người cựu chiến binh Hoa Kỳ, họ có một cái hiệp hội gọi là Hell and Angel, tức là thiên đường và địa ngục. Mà quý vị biết sở dĩ mà cuộc kêu gọi của cái nhóm mà biểu tình đòi dân chủ, đòi công bằng cho George Floyd và các tổ chức mà khủng bố tại Hoa Kỳ do ai ủng hộ thì quý vị tự tìm hiểu thôi. Ai đứng sau lưng đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa sắp động cuộc biểu tình này và kêu gọi 1 triệu người kéo về ở Washington DC để mà làm một cuộc mass giống như là ông mục sư Luther King đã thực hiện vào thập niên 60. Nhưng mà báo chí Hoa Kỳ đã đưa những hình ảnh khi mà tiến sĩ nhân quyền mục sư Luther King, khi ổng đi về thủ đô, ổng kêu gọi 1 triệu người da đen tuần hành về thủ đô Washington DC, ở nơi trước tòa nhà quốc hội, là ổng không có cướp bóc và tay trong tay, và ổng đọc bài diễn văn "Tôi có một giấc mơ. Giấc mơ của tôi là người Mỹ da đen và người Mỹ da trắng cùng vai trong vai sống với nhau bình đẳng, tự do, hạnh phúc, được bảo vệ bởi luật pháp, chứ không có một cuộc đập phá nhà thờ, đốt cháy nhà thờ, không có những cái cuộc đập phá những nghĩa trang quân đội và không có những tàn phá những cơ sở thương mại. Cho nên nhờ đâu mà chặn được cái giờ làm sống này là cái lực lượng Hell and Angel, tức là những người cựu chiến binh Hoa Kỳ, hiệp hội mà họ chạy xe mô tô, họ có tới 300.000 member, và họ tức và họ nói xương máu của họ đã đổ xuống để bảo vệ cho đất nước Hoa Kỳ này, không thể để cho bọn khủng bố, để cho đảng Dân Chủ vì muốn kiếm phiếu mà không nghĩ tới quyền lợi của dân tộc Hoa Kỳ, không nghĩ tới sự thiệt hại tài sản của các tiểu thương Hoa Kỳ, không nghĩ tới sinh mạng của dân tộc Hoa Kỳ, mà làm mọi cách để muốn kiếm phiếu bất chấp thủ đoạn. Cho nên họ đã đưa hàng chục ngàn chiếc mô tô, và họ là những hội viên của những cựu chiến binh Hoa Kỳ sẽ đứng sau lưng Tổng thống Hoa Kỳ. Cho nên cái cuộc chặn đứng, cái cuộc diễn hành về Washington để cướp phá là nhờ cái lực lượng cựu chiến binh Hoa Kỳ, cái tổ chức The Hell and Angel, tức là thiên đàng và địa ngục. Và hiện giờ cái tổ chức này họ đang tiến bước hướng về thành phố Seattle. Tại sao họ về đây? Tại vì một nhóm người biểu tình và quá khích, họ đã chiếm cái thành phố Seattle, tức là cái City Hall. Và bây giờ cái City Hall không còn quyền kiểm soát của thị trưởng, và ngay đó không có cảnh sát và không có chính quyền. Và những ưu điểm họ đưa ra quý vị biết: thứ nhất là yêu cầu thả hết tất cả những tội phạm, bất cứ tội gì cũng phải thả ra. Thứ hai, phải cho những người mà tù nhân có tội phạm, có felony, có tiền án được đi bầu, đang ở trong tù cũng được đi bầu, phải thả hết. Thứ ba là giải tán toàn bộ cảnh sát ở tại Seattle. Thứ tư là thành lập ra một chính quyền không có quân đội, không có cảnh sát. Và quý vị ơi, hiện tại theo thống kê, mỗi một ngày có mấy trăm ngàn cú gọi 911 để cầu cứu cảnh sát về mọi phương diện, về vấn đề cướp bóc, vấn đề hãm hiếp, vấn đề cứu hỏa và vấn đề bạo hành trong gia đình. Và nếu mà không có cảnh sát, không có chính quyền, thì chúng ta thấy rõ là Hoa Kỳ sẽ đi về đâu. Và cái điều kiện này bao nhiêu người Hoa Kỳ sống tại Seattle công nhận, và bao nhiêu người Việt Nam ủng hộ cái việc giải thể tất cả chính quyền để trở lại thời ăn lông ở lỗ, không chính quyền. Lúc đó thì chúng ta sẽ thấy một xã hội hỗn loạn. Cho nên tôi chỉ nêu ra những cái điểm này. Quý vị có ủng hộ đập phá đền thờ Tổng thống Abraham Lincoln, một vị anh hùng của người da đen hay không? Quý vị yes or no? Quý vị đồng ý hay chống đối? Phải không? Tôi không cần biết quý vị là Dân Chủ Cộng Hòa. Quý vị có đồng ý đập phá những nghĩa trang của những chiến sĩ Hoa Kỳ đã hy sinh
từ ngày lập quốc, từ đệ nhất đệ nhị thế chiến cho tới cuộc chiến Việt Nam, cuộc chiến Triều Tiên, quý vị có đồng ý hay không? Hả? Họ đã hy sinh trên các chiến trường ở Afghanistan để bảo vệ cho dân chúng Hoa Kỳ thoát khỏi khủng bố của Al Qaeda và ISIS. Họ có phải là những người phải bị đập phá, những người để lên án hay không? Rồi quý vị thấy rõ, quý vị có đồng ý Tổng thống Hoa Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ dân biểu Hoa Kỳ lại quỳ gối trước một tên tội phạm, quý vị có đồng ý hay không? Yes or no? Thì quý vị trả lời đi. Và người Việt Nam có ủng hộ cái việc là tất cả những cơ sở thương mại của người Việt Nam, những người chủ cơ sở thương mại ở miền Nam Cali, miền Bắc Cali và rất nhiều tiểu bang đã bị coi như cái bọn lợi dụng cái vụ mà kỳ thị chủng tộc để đòi công lý cho anh George Floyd. Để rồi ảnh được cái gì và mà chúng ta mất cái gì? Và người Việt chúng ta bây giờ đã là nạn nhân, là chúng ta có nên ủng hộ những tên hiếp dâm mẹ con người Việt ở tại Florida, hay là chúng ta có nên ủng hộ những việc bắn giết những tiểu thương người Việt, chủ tiệm nail, chủ nhà hàng hay không? Quý vị trả lời đi. Cho nên vấn đề ở đây là chúng ta thấy rõ ông Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là do dân chúng bầu lên. Và quý vị thấy rõ ông làm việc không có lương và ông đã rất mệt mỏi. Và cái trận đại dịch Corona Vũ Hán này là nó đã bị tàu cộng tấn công toàn cầu chứ không phải chỉ Hoa Kỳ. Và chúng ta hiện tại đang sống với virus Corona Vũ Hán. Tôi nghĩ là đang sống có nghĩa là chưa có thuốc chữa. Chúng ta phải sống cho tới ngày có thuốc ngừa. Và con số người Mỹ nhiễm đã lên tới 2 triệu. Con số người Mỹ chết đã lên trên 120.000. Và quý vị thấy rõ 120.000 người chết này hoàn toàn vô tội. Và chúng ta cũng biết là cái cuộc mà tấn công vào Hoa Kỳ này, ai đứng sau lưng, ai nhận tiền của Tàu Cộng để đánh phá. Và cái hình ảnh những tên Tàu Cộng mang quần áo Mỹ đã bị FBI bắt và những sinh viên Tàu Cộng bị trục xuất về nước. Chúng ta có nhiều người nói đó là kỳ thị chủng tộc. Quý vị ơi, khi Hoa Kỳ trục xuất 3.000 sinh viên Tàu Cộng rời khỏi Hoa Kỳ, mỗi một sinh viên Tàu Cộng học tại Đại học Hoa Kỳ, mỗi một năm Hoa Kỳ thu về từ 50.000 tới 100.000 đô la. Quý vị, Hoa Kỳ mất hàng tỷ đô la. Nhưng mà Hoa Kỳ đã 20 năm để cho một cái chính quyền Tàu Cộng đã có cái giả tâm là thôn tính toàn thể thế giới. Và tất cả các nước tiên tiến đã để tất cả các khoa học kỹ thuật, tất cả công trình phát minh để cho những cái tên sinh viên của Tàu Cộng gián điệp trá hình vào để mà ăn cướp. 20 năm rồi Tàu Cộng đã ăn cướp được từ cái bản vẽ của F-35, từ tất cả những cái con chip, từ tất cả những cái hệ thống computer cho tới những cái hệ thống internet 5G. Nó đã khống chế, họ ăn cắp tất cả các bản vẽ về tàu ngầm, vũ khí nguyên tử, tất cả vũ khí về những cái phát minh của các vệ tinh nhân tạo, các phi thuyền thám hiểm không gian. Và bây giờ chúng ta đã đưa tất cả những cái sở hữu trí tuệ cho một cái tên như là Tàu Cộng. Thì quý vị thấy cái sự nguy hiểm nó kinh khủng lắm. Cho nên tới cái lúc này, mặc dù Hoa Kỳ sẽ bị thiệt thòi về vấn đề hàng chục tỷ đô la tiền học phí của sinh viên Tàu Cộng, nhưng mà Tổng thống Hoa Kỳ ổng phải làm trước khi là quá trễ. Cho nên mùa bầu cử vào tháng 11 này sắp tới, nếu quý vị thấy cái việc làm đập phá đền thờ Tổng thống Abraham Lincoln, một người đã có ân với người da đen, là đúng, và quý vị cứ bầu cho Đảng Dân Chủ, còn quý vị thấy sai thì phải bầu cho Cộng Hòa. Và quý vị thấy rằng đập phá nghĩa trang quân đội của các chiến sĩ Hoa Kỳ, trong đó có người da trắng, da đen và da màu, là đúng, thì bầu cho Đảng Dân Chủ. Còn nếu thấy sai thì bầu cho Đảng Cộng Hòa. Và quý vị thấy rõ ràng hành động đập phá những cái cơ sở thương mại của người Việt, hãm hiếp những người phụ nữ Việt Nam chân yếu tay mềm, là đúng, thì quý vị bầu cho Đảng Dân Chủ. Còn quý vị thấy những hành động đập phá những cơ sở thương mại của người Việt là sai thì phải bầu cho Đảng Cộng Hòa. Và tôi nói rõ, chúng ta còn nghĩ tới dân tộc Việt Nam, chúng ta còn nghĩ tới đồng bào Việt Nam. Thật ra Tổng thống Hoa Kỳ đã nói ở trong trường đại học Westmont trong cái ngày lễ cách đây mấy ngày,
là Hoa Kỳ không phải là cảnh sát quốc tế. Tuy nhiên, cái vấn đề chúng ta phải lợi dụng cái chính sách Hoa Kỳ đang đương đầu và đang để mà coi như trả thù Tàu Cộng đang đánh phá vào Tổ quốc Hoa Kỳ. Chúng ta phải bầu cho Đảng Cộng Hòa. Để chi? Để Đảng Cộng Hòa sẽ tiêu diệt Tàu Cộng, và Tàu Cộng diệt, Việt Cộng sẽ chết, và dân tộc Việt Nam được tự do. Cho nên một lần nữa tôi chỉ nêu lên những dự kiện. Và quý vị có muốn một vị Tổng thống Hoa Kỳ quỳ gối trước tội phạm, quỳ gối trước kẻ thù như là Obama đã từng quỳ gối, thì quý vị nên bầu cho Joe Biden. Còn quý vị muốn một Tổng thống Hoa Kỳ hiên ngang, không quỳ gối trước kẻ thù và lúc nào cũng là ngẩng mặt, và vị Tổng thống này chỉ quỳ gối trước Thượng Đế, trước nhà thờ và trước các vị lãnh đạo tinh thần của tôn giáo mà thôi. Trân trọng kính chào, và quý vị hãy chọn cho mình một hướng đi vào tháng 11 này. Và quý vị ơi, sức mạnh của người Việt là ở lá phiếu. Sở dĩ tới giờ này người Việt chúng ta bị hãm hiếp, bị cướp bóc mà chưa có giới truyền thông, chưa có dân biểu nghị sĩ nào lên tiếng, là tại vì người Việt chúng ta đi bầu quá ít. Theo thống kê dân số năm 2020, người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ đã có trên 750.000 người có quốc tịch. Kỳ này chúng ta phải biểu hiện cái sức mạnh chúng ta bằng cái số lượng đi bầu. Quý vị phải đi bầu, nhưng mà đi bầu bằng con người, bằng xương, bằng thịt, không đi bầu bằng cái vụ mà coi như là qua mail. Vì cái hệ thống gian lận của dân chủ nó control, cho nên những tiểu bang nào của đảng dân chủ thì những tiểu bang đó mà quý vị đi bầu thì nó sẽ gian lận. Cho nên một lần nữa, nếu ủng hộ cái đường lối mà khủng bố, cái đường lối đào mồ đập mã các cựu chiến binh Hoa Kỳ, đường lối đập phá những cái đền thờ những người có công ơn với người da đen, và Tổng thống Abraham Lincoln ổng đã giải thể chế độ nô lệ, người da đen được hưởng quyền lợi, và người Mỹ gốc Việt chúng ta cũng phải tri ân Abraham Lincoln. Và tôi nhắc lại năm rồi, tôi đã đến đó với 1 triệu chữ ký. Tại sao tôi chọn Abraham Lincoln? Vì ông là người đã giải phóng nô lệ da đen được bình đẳng với người da trắng. Và tôi cũng muốn nêu lên cái tinh thần 1 triệu chữ ký của chúng tôi gửi lên Quốc hội Hoa Kỳ ở đền thờ Abraham Lincoln, là chúng tôi muốn nhắc nhở cái tinh thần xóa bỏ cái giai cấp nô lệ đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam thống trị. Cho nên một lần nữa, kỳ này chúng ta ở tại Cali, chúng ta sử dụng 300.000 lá phiếu, 200.000 lá phiếu. Ở tại Texas, chúng ta sử dụng 100.000-200.000 lá phiếu của người Việt. Chúng ta sẽ trức phế được những thống đốc, những dân biểu nghị sĩ, để mà chúng ta tạo nên sức mạnh cho Đảng Cộng Hòa, để mà tiêu diệt Tàu Cộng và Việt Cộng. Trân trọng kính chào.